Thưa quý vị, có lẽ ai cũng hiểu được tầm quan trọng của nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà vẫn có không ít người không chịu đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, để rồi khi mà xảy ra sự cố thì lại nói là giá như. Có thể nói là tai nạn thì sẽ không chừa một ai. Chỉ vì một chút chủ quan lơ là thì hậu quả rất là khó lường. Cũng chính vì vậy mà nhằm góp phần hạn chế tình trạng người tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm, hai em học sinh trường trung học cơ sở Minh Đạm, Mười Đất Đỏ đã nghiên cứu ra sản phẩm nón bảo hiểm thông minh. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Không còn là chiếc nón bảo hiểm nhàm chán thông thường. Chiếc nón bảo hiểm này thông minh hơn nhờ có thêm chức năng đặc biệt, đó là điều khiển xe khởi động. Đây là một thiết kế sáng tạo của hai em Dương Thị Mỹ Uyên và Trương Lê Loan Phương, học sinh lớp 8D trường trung học cơ sở Minh Đạm, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Ý tưởng tạo ra sản phẩm này xuất phát từ việc hai em nhận thấy nhiều người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, không chịu đội nón bảo hiểm hoặc đội nón bảo hiểm chả có. Với tâm lý đối phó với lực lượng chức năng, chứ không phải vì mục đích bảo vệ an toàn cho mình. Thế nên hai em đã quyết tâm chế tạo một chiếc nón bảo hiểm vừa đẹp, an toàn, tiện ích để thu hút, nhắc nhở, cảnh báo mọi người phải đội và đội đúng quy cách khi tham gia giao thông. Khi mà đi ngoài đường thấy nhiều bạn không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, nên là em mới cùng chuyện suy nghĩ và làm ra cái sản phẩm như này. Em cảm thấy nó an toàn cho bản thân em và không và tránh vi phạm luật giao thông. Với sự hướng dẫn của thầy giáo Dương Ngọc Vinh, sau 3 tháng nghiên cứu, hai em đã hoàn thành ý tưởng của mình. Sản phẩm này có cấu tạo đơn giản nhưng thông minh tiện ích, kết nối bằng tín hiệu Bluetooth giữa nón bảo hiểm với bộ phận khởi động của phương tiện giao thông. Nhưng chi phí chế tạo chỉ khoảng 500.000 đồng. Khi chủ phương tiện gắn thiết bị này, thì trong trường hợp tham gia giao thông mà không đội nón cẩn thận hay cài dây không đúng quy cách, hệ thống sẽ không phát tín hiệu để khởi động xe. Đây là cái mạch phát lệnh nè. Khi mà cái mạch phát lệnh này nó đóng thì cái mạch này nó sẽ nhận lệnh rồi nó đóng lại, xong rồi nó phát qua cái hệ thống khóa của xe đạp điện. Khi đó mình mới mở khóa lên, mình mới chạy xe được. Một ưu điểm khác của thiết bị này là dễ lắp ráp, sử dụng, có thể tận dụng từ những vật liệu cũ, thân thiện với môi trường và có thể sửa chữa khi có hư hỏng. Đây là một sản phẩm rất hữu ích cho cuộc sống và nó mang rất nhiều tính nhân văn. Ngoài ra thì nó còn có những cái tính năng mới là có thể là chống trộm xe và có hướng phát triển tốt hơn trong quá trình sắp tới là sẽ gắn thêm cái hệ thống tai nghe Bluetooth để khi tham gia giao thông có thể trả lời các cuộc đàm thoại, không cần phải gỡ nón bảo hiểm ra và cũng không cần phải đưa điện thoại lên tai nghe để không tập trung lái xe. Sáng chế nón bảo hiểm thông minh của hai em Dương Thị Mỹ Uyên và Trương Lê Loan Phương đã nhận giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 vì tính sáng tạo, hữu ích cho xã hội.